Chào các bạn, mình là Snoopy. Thì sau một thời gian mình không ra clip thì quyết định hôm nay mình sẽ ra một cái clip mới. Và như thường lệ mình sẽ là mình thôi. Thì hôm nay mình muốn nói về một chủ đề, đó là liệu rằng đôi giày có giá trị là 30 khoảng là 20 triệu thì có thực sự là thoải mái hay không. Ok, đôi đầu tiên. Thì đôi giày này có giá trị retail tại cửa hàng là khoảng chắc mình cũng không nhớ lắm, nhưng hình như là 8 triệu hay sao ấy. Nhưng mà mình mua ở đây là khoảng, mình mua ở đây là 20 triệu. Thì liệu rằng khi đi lên chân một đôi giày 2 bit này thì nó có thực sự là thoải mái hay không? Và câu trả lời của mình đó là đéo thoải mái một chút nào. Ok, điểm đầu tiên mà mình đéo cảm thấy thoải mái đó là ở chỗ này này. Là khi các bạn nhìn ở đây này thì nó sẽ có cảm tưởng nhầm cái phía phần upper của nó là làm hoàn toàn ôm cái phần bạn mu bàn chân, cái phần bên trên bàn chân của bạn, mu bàn chân của bạn ấy. Nhưng mà thực ra không phải. Ở phần trong này nó có một cái G, đúng theo cái G này luôn. Và nó chọc thẳng vào cái phần chân, phần ngón út của mình ở chỗ này này, và cực kỳ đau luôn. Đấy là những đối với bạn đi chu sai như mình này, mình đi chu sai là mình cảm thấy rất đau ở phần đấy. Còn với những bạn đi rộng hơn thì mình không biết. Tiếp theo nữa đó là ở phần này, phần này nè, đó, phần này có cái khóa của nó, và khi mà nó đã ôm vào cổ chân ấy thì các bạn xác định là rách con mẹ ra luôn. Nếu mà đi lại hoặc là chạy thì rách ra luôn. Bạn nào đi tất thì tất cái phần chỗ này nó sẽ bị xù lên, bởi vì cái phần này của nó này nó cọ sát vào cái phần cổ chân của mình ấy, là mình cảm thấy rất là đau và khó chịu. Điểm tiếp theo nữa của đôi giày này là nhìn như này thì nó đẹp vậy thôi, chứ nếu mà các bạn đi lên chân ấy thì nó cũng đéo đẹp đâu, mình nghĩ vậy. Bởi vì mình đi nó đéo, mình đi mình cảm thấy nó đéo đẹp. Còn nhưng mà thi thoảng mình đi mình cũng cảm thấy mình đi hôm nay mình phối đồ đẹp phết. Nhưng mà nhiều lúc mình đi xong rồi mình tự nhìn thấy mình trong gương, ôi đi mẹ, hôm nay mình phối đồ như lòn. Thì đấy là sự thật. Thì là về đôi này, nhưng không thể phủ nhận với sức hot của nó. Ngoài ra còn một điểm nữa, đó là cái phần này này, mình thấy là cái phần này nó đéo có cái tác dụng lồn gì cả nhá, mình cảm thấy là như thế. Còn ai mà có cảm thấy nó có tác dụng gì, mình có thể show cho mình biết là nó có cái tác dụng gì. Còn ở đây là mình đã thấy nó có cái tác dụng gì cả. Vậy thôi. Tiếp theo, nhiều bạn bảo là anh ơi review đôi Balenciaga đi. Thì như các bạn thấy, đây là đôi Balenciaga của mình. Và nói thật là quá nhiều người review rồi, nên chả có cái con cạc gì để mà review nữa. Mình nói về cái điểm mà mình không thích ở cái đôi giày này, đó là Đôi giày này thì size nó cứ lung tung bậy hết cả lên. Mình đi size 40 mà đi một thời gian mình thấy nó rộng vãi cả lồn. Mà mình đéo hiểu là tại sao nó lại rộng như thế. Cái điểm tiếp theo nữa là mình đi mình thấy cái phần này nó hay bị tụt vào bên trong, và mình làm kiểu gì thì nó cũng không thể nào mà nhô lên được như là các bạn đi đôi này, các bạn đi đẹp vãi cả cứt, tại sao mình đi xấu thế. Mình lúc nào mình cũng hỏi như vậy. Đấy là cái điểm đầu tiên. Điểm thứ hai nữa là đôi giày này nặng vãi cả cứt. Nếu mà các bạn chạy thì xác định là sấp con mẹ mặt luôn. Chạy nó cứ phải như này, như kiểu slow motion đấy. Đấy, các bạn vừa chạy vừa thở ấy. Mình đéo chưa thấy thằng nào mà đi được cái đôi này mà chạy như kiểu vận động viên cả. Mà nhất là hôm nào mà bên này mà rất hay có kiểu mà chạy tàu ấy. Tàu nó sắp đến rồi, mình ở ngoài mình nhìn thấy tàu mình chạy vào. Chạy đôi này thì đúng rồi. Thôi xác định đi bộ từ từ, đợi chuyến sau, không bao giờ chạy kịp. Đấy, xong rồi kiểu đi lên cầu thang nào mà nhà nào mà là cầu thang gỗ ấy, mà đôi này nó nặng không, nó đi lên cái cầu thang gỗ nó kiểu kịch, đúng kiểu các bạn đeo chùy vào chân trong các bạn đi bộ ấy. Đấy, nó kiểu đấy. Ngày xưa hay có kiểu bài đeo tạ vào chân trong chạy ấy, thì đây đúng là nó đấy. Nhưng mà có một điểm lợi nó là lúc mà đi cái đôi giày này xong mà chuyển qua đi đát và đi nai thì ôi sướng vãi lồn. Thế với các bạn là đi đai đát nhẹ lắm thì phải như kiểu là các bạn bỏ chân trần nó chạy ấy. Bình thường thì đôi này là nặng, đi cũng thực sự là đi nó cũng không thoải mái cho lắm. Đi bộ thì cũng rất là khó, kiểu đặt chân thì kiểu nó cũng phải lựa mà đặt nó kịch ấy. Này các bạn nghe mình thả này không? Đấy là nó rơi vào đùi mình, nó kiểu bạch phát như thế đấy.
Đấy thì đấy là Balenciaga. Balenciaga có một điểm trừ mà mình không thể nói, đó là mình cứ đi Balenciaga là auto có một thằng, có một bạn cậu nào đấy nhìn thấy một người Việt Nam ấy, nhìn thấy là ô đi pẹ đi fake. Đấy kiểu kiểu đấy. Mình cứ đi Balenciaga là lại nghe cậu đi pẹ đi fake. Kiểu kiểu đấy. Thứ ba mình nói đến đó là đôi Louis Vuitton. Thì đôi giày này ngoài cái vẻ đẹp của nó ra thì về cái mặt thoải mái thì nó thật sự là đéo có con cạc thì thoải mái cả. Các bạn nhìn như này thôi chứ bên trong đôi giày nó làm như này, nó làm đúng như chéo như cái guốc luôn ấy, nó chéo như cái guốc luôn ấy. Đó. Thì cái phần này của các bạn này nó phải chịu rất nhiều lực từ ở cái phần này. Hai bên này của các bạn chịu lực rất là lớn. Đó là lý do tại sao mà nó làm cái phần này nó lại chắc chắn như này, lại có cả một miếng da như này. À, bây giờ thì mình mới hiểu thiết kế của nó. Và tiếp theo ấy, đó là ấy, những cái đuôi này, màu như này này, rất là nhanh bẩn. Bây giờ các bạn có thể nhìn ở đây không thấy, nhưng mà ở đây mình nhìn thấy này, nó bẩn lắm rồi này. Đó, và nhìn này, đó. Nó tôn, tuy là nó tôn chiều cao ấy, nhưng mà đi nó rất là đau, đau, đau cái phần, hai phần này. Bởi vì là khi mà cái bàn chân của các bạn bị chéo như thế này ấy, thì nó cứ bị cảm giác bị tụt. Và cái phần này của nó độn khá cao ấy, nên là khi mà đi cầu thang ấy, vì là bình thường mình bước quen chân rồi ấy, mình bước quen chân là mình cái độ cao của mình ấy nó bước quen rồi, đi cái giày này xong rồi mình bước không quen ấy, có hôm trước mình vừa bị ngã xong, mình bước không quen thì mình bị vấp cầu thang và mình bị ngã. Thì đấy, bullshit. Vậy là kết luận với các bạn là những đôi giày giá trị cao thường là không thoải mái và rất là đó. Đó là ý kiến của mình dành cho những bạn nào mà chuẩn bị mua những cái đôi giày kiểu này thì nên cân nhắc thật kỹ trước khi mua. Đó. Thì clip hôm nay cũng chỉ như thế thôi, bởi vì dạo này cũng chả ai quan tâm ấy, nên là mình cũng không làm nhiều. Thì các bạn có thể để lại bình luận ở phía dưới để nói cho mình biết là ở video tiếp theo thì mình có thể làm những cái điểm xấu về đôi giày nào. Tất nhiên là trong bộ sưu tập của mình có thì mình sẽ show cho các bạn xem ngay. Bye bye. Nhiều sớm hơn.